Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cách ly F1 tại nhà trong các khu chung cư, nhà xây mới đảm bảo điều kiện với sự giám sát của 17.000 tổ COVID-19 cộng đồng. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, trưởng ban dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phát biểu như trên tại cuộc họp gian, tại cuộc giao ban trực tuyến giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với Sở Chỉ huy chống dịch COVID-19 sáng ngày 12 tháng 7. Ngoài 11 khu cách ly tập trung hiện tại, thành phố đang chuẩn bị đưa vào 5 khối nhà trung cư phục vụ tái định cư ở Thủ Thiêm để lập bệnh viện giã chiến 18.000 giường và 6.000 chỗ cách ly tập trung, chấn chỉnh việc cung cấp suất ăn cho các khu cách ly, bệnh viện giã chiến, công tác xử lý rác thải đảm bảo không ùn ứ, nhất là rác thải nguy hại. Thành phố cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế tháo gỡ khó khăn trong mua sắm 18 loại vật tư trang thiết bị phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Lưu Ý từ thực tế ghi nhận số ca nhiễm lớn trong các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, cần xem xét lại chống lây nhiễm chéo, đảm bảo giãn mật độ tối đa. Bên cạnh đó, công suất các khu cách ly tập trung đã đạt khoảng 70%, vì vậy thành phố cần tính toán thêm phương án cách ly F1 tại nhà. Ông Nguyễn Hữu Hiệp nói, thành phố đang triển khai kịch bản cách ly F1 tại nhà khách sạn trong tình huống 20.000 F0 và 200.000 F1. Do xuất hiện các ca mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp trong khu, quận 7 đã thiết lập khu phong tỏa tại khu chế xuất Tân Thuận. Trong khi đó, công ty Powerwind ở Bình Tân cho biết đã có 30.000 công nhân nghỉ việc khiến sản xuất gặp khó khăn. Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 xác nhận việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 với khu chế xuất Tân Thuận từ ngày 13 tháng 7 do xuất hiện các ca mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp trong khu. Một doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận cho biết công ty này cũng đã nhận thông báo và đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch Doanh nghiệp này cho biết theo thông báo từ 0 giờ ngày 13 tháng 7, khu chế xuất sẽ hạn chế ra vào, chỉ những doanh nghiệp có đủ điều kiện cách ly sẽ được tiếp tục duy trì hoạt động theo phương thức vừa cách ly vừa sản xuất. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo thì phải thuê địa điểm khách sạn xung quanh và đưa đón bằng xe khép kín, không cho xe cá nhân ra vào cổng khu chế xuất. Chúng tôi đã lập phương án cách ly để sản xuất gửi ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và đang chờ ý kiến. Tuy nhiên cũng chỉ giữ lại khoảng 25% số lao động hiện có, số còn lại cho tạm nghỉ 14 ngày và chi trả chế độ theo quy định của pháp luật. Đại diện doanh nghiệp cho biết. Ngày 12 tháng 7, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức ban hành kế hoạch triển khai việc cách ly tập trung F1 tại các khách sạn trên địa bàn. Theo kế hoạch, đối tượng được cách ly tập trung tại khách sạn gồm người đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung có nguyện vọng chuyển sang cách ly tại khách sạn ở cùng địa bàn. Người tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 là F1 và người được phân luồng phải cách ly y tế tập trung tại cửa khẩu sân bay có nguyện vọng cách ly tại khách sạn. Nhóm đối tượng này sẽ tự nguyện chi trả chi phí lưu trú và các dịch vụ liên quan của khách sạn. Các cơ sở cách ly hiện hữu có trách nhiệm thông báo với người đang cách ly có nhu cầu như trên. Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức có trách nhiệm thẩm định điều kiện tổ chức cách ly của các khách sạn, đăng ký và điều hành chuyên môn trong khu cách ly tại khách sạn. Các khách sạn đủ điều kiện làm nơi cách ly phải đảm bảo chỉ phục vụ mục đích cách ly phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, thông thoáng, an ninh, thuận tiện cho việc tiếp tế hậu cần và vận chuyển chất thải. Khách sạn được dùng làm nơi cách ly sẽ được bố trí trạm gác 24 trên 24 ở cổng và các lối ra vào do công an và dân phòng địa phương đảm nhiệm. Người cách ly tại khách sạn sẽ được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly. Đối với người cách ly có tiếp xúc gần hoặc đi cùng phương tiện với F0 thì sẽ xét nghiệm vào ngày đầu, ngày thứ 5, ngày thứ 10, ngày thứ 14 và ngày thứ 20. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.